cơn bão số 6, bão Tami, một trong những cơn bão đang bị ảnh hưởng vào trong Đà Nẵng và một số tỉnh ven biển khác. Huế, bây giờ những tình trạng của Huế rất là nặng về vấn đề mưa lũ. Ở nơi đây, nhiều khu vực bị ngập rất là sâu và còn có người đã mất tích trong những đợt mưa bão này. Và câu chuyện ra sao, như thế nào? Xin mời ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn chúng ta hãy xem hết video để biết rõ hơn nữa về cơn bão số 6, bão Tami. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2024. Hoài Thương chia sẻ những cước phim, video, hình ảnh như thế này, cập nhật thông tin về cơn bão Tami, cơn bão số 6, gây ảnh hưởng cho Việt Nam chúng ta, những khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung này nọ đó cô chú anh chị. Thì cả nhà chúng ta xem video thấy Đỗ Hoài Thương chia sẻ hữu ích ý nghĩa, mời cả nhà tặng cho Hoài Thương một like và một đăng ký kênh. Rất cảm ơn cả nhà luôn ạ. Trong lúc cơn bão đi qua thì có rất nhiều nơi bị lũ lụt và cũng như những báo động về lũ sẽ rất là kinh khủng. Hiện tại mưa ở một số nơi đang diễn ra và cũng như lũ đã bắt đầu tràn về và đã có người mất tích rồi cô chú anh chị. Nhiều tàu ghe bị sóng biển đánh chìm. Nhìn những lần sóng biển quánh như thế này, cả nhà cũng có thể hình dung được là cơn bão bây giờ đã tới rồi và gây thiệt hại về người và tài sản cũng đã có. Chỉ còn mong làm sao cho tất cả đều được bình yên và cũng như những sự việc đau lòng không xảy ra nữa. Đây là cảng biển Cửa Đại, Hội An ngay lúc này. Như chạy KPI, ngay khi bão số 6 suy yếu gây mưa lớn và ngập lụt thì bão Conray tiếp tục mạnh lên. Chiều nay, sau khi di chuyển sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, bão số 6 Tami đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Ngoài ra, cơn bão có tên quốc tế là Conray hiện đang hoạt động ở vùng biển xa phía đông đảo Luzon, Philippines. Tính đến 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão cách bờ hơn 1.000 km và đang tiếp tục gia tăng cường độ. Theo dự báo, bão Conray có khả năng di chuyển về phía tây với xu hướng lệch nhẹ sang phải. Ở một số nơi, bây giờ mưa bão gây ra những cái tình trạng lũ lụt luôn rồi cả nhà ơi. Nước dâng cao ngập hết những con đường, tuyến phố. Sóng biển với những lượng sóng rất là lớn đang đổ vào trong những cửa ra vào các vùng biển của miền Trung. Hôm nay phải gánh mặt với những cơn sóng lớn như thế này. Các tàu thuyền ra vào neo đậu hay là đi tránh chú bão cũng rất khó khăn. Ôi ôi kìa, cả nhà coi thấy ghê chưa? Chèn thôi coi kìa, sống nó đẩy một cái tàu đi. Những ghe đánh bắt cá đi ra vào cửa biển. Hiện tại những ghe mà đánh bắt cá thủy hải sản còn ở ngoài vùng biển thì sẽ bị phạt rất là nghiêm nha cả nhà nha. Đây là Quảng Trị. Một số nơi bây giờ đang có hiện tượng
chuẩn bị lũ lụt và ngập nữa rồi cả nhà ơi. Thì Hoài Thương chia sẻ những thước phim, video như thế này gửi đến cả nhà chúng ta cùng xem để biết rõ hơn nữa thông tin về cơn bão. Cả nhà chúng ta xem video, nhớ để cho Hoài Thương một like và một đăng ký kênh nha. Đó là một cái nguồn động lực cho Hoài Thương chia sẻ video tiếp theo, cập nhật thông tin cho bà con chúng ta cùng xem để biết rõ hơn nữa về cơn bão số 6, bão Trà My. Dòng lốc đang làm những mái tôn trong những căn nhà bị bung tróc lên luôn rồi cô chú anh chị. Một số ở các nơi của cơn bão đi qua và chuẩn bị đi qua thì người ta đang cố gắng làm các cái phương tiện và cũng như phòng tránh bão đây câu chú anh chị, là bè chuối ha. Đây đây bắt đầu là thấy ngập lũ lụt rồi. Ngay lúc này tại miền Trung cơn bão đi vào, nhìn thôi một cảnh tượng dông lốc cũng như sức gió hết sức là mạnh, mưa thì những cái hạt mưa rơi xuống có thể nói một lượng nước rất là nhiều luôn cả nhà. Đây cũng là một hình ảnh đẹp. Xe Honda không thể di chuyển trong cái lúc mà giông gió lớn như thế này. Có những chiếc xe ô tô đang cặp đậu lại che chắn gió và cũng như kèm để trên đoạn đường đi luôn đó cô chú anh chị. Quá là cảm ơn tất cả những tấm lòng tuyệt vời này. Vĩnh Linh, Quảng Trị thì lúc 2 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 một người bị nước lũ cuốn trôi, không biết như thế nào nữa. Cầu mong cho người bị nước lũ cuốn trôi này được bình yên, không bị gì ha. Rất là nguy hiểm khi chúng ta di chuyển qua những dòng nước lũ và cũng như phải cố gắng hết sức cẩn thận, bởi vì mưa bão với một cái sự tàn phá cũng như là dông lốc này kia đó cô chú anh chị, nước thì đổ rất là nhiều, chúng ta hết sức là cẩn thận. Ở
đây là Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, cả nhà cùng xem. Nước, dòng gió tạo ra những con sóng mà chúng ta nhìn đó là thấy thôi là đủ sợ rồi thôi cả nhà. Các vùng biển và cũng như Quảng Nam này kia đó cô chú anh chị, hay là một số nơi ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng thì cơn bão ảnh hưởng rất nhiều. Hòa Ngoại Thương sẽ cố gắng cập nhật thông tin tình hình chi tiết cho cả nhà chúng ta cùng xem để biết rõ hơn nữa về cơn bão này ha. Cả nhà hãy nhớ đồng hành với Đỗ Ngoại Thương trong video này và cũng như video tiếp theo vào phần sau nữa nha cô chú anh chị. Đây là mức nước lũ lắm từ đuôi bọn tôi rồi, bọn tôi thay đổi tôi, chỉ cần đuổi tôi, thay đổi chỉ đuổi tôi thế nào. Ở nước ngập tới cái này rồi đó cả nhà, lũ lụt tràn về rồi. Các tuyến phố thì bây giờ mọi người nhìn xem những con quốc lộ, con đường lớn mà hôm nay lại ngập như vậy nữa rồi, Thừa Thiên Huế nha cả nhà nha. Ngay lúc này Quảng Trị những con đê đường và cả nhà nhìn xem nước tràn qua luôn rồi cô chú anh chị ơi. Sắp tới thì sẽ có những báo động về cơn lũ đó cô chú anh chị. Phố cổ Hội An, ngay lúc này tại nơi đây cơn bão Trà My, cơn bão số 6. Ở đây là Quảng Điền, nước tràn vào rồi cả nhà ơi. Chỉ có ai mà ở trong những cái khu vực mưa lũ hoặc là trải qua những nơi bị mưa lũ hay trong cuộc đời của mình bị mưa lũ, lũ lụt đó cô chú anh chị, thì mới cảm nhận được và biết được cái cảnh khổ sở như thế nào.
khi mà lũ tràn về. Và đến đây thì Đỗ Hoài Thương thấy video của mình cũng khá là dài rồi, cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà, ông bà cô bác và anh chị em trong video tiếp theo. Hoài Thương sẽ cố gắng cập nhật thông tin tình hình mưa bão và cũng như một số nơi do thiệt hại về mưa bão cho bà con chúng ta cùng xem để biết rõ hơn về thông tin này nha. Cả nhà hãy nhớ đồng hành với Đỗ Hoài Thương trong những video tiếp theo nữa nha cả nhà nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Cầu mong cho tất cả mọi người đều được bình yên. Xin chào ạ.